Thắng Hoàng chào các bác nhé. Nay lên sóng cho các bác một trong những cái dòng mic rất là đẳng cấp, rất là hay của Velimic các bác nhé. Dòng này là dòng mã M5 của Veli. Đấy. Tất cả những cái sản phẩm này thì em vừa mới về thôi, chưa có lau chùi vệ sinh. Các cái mẫu mặt của nó đang còn dính túi bóng để anh em bóc ra. Cái này anh em nhìn thấy nó ngã màu nâu nhưng mà khi bóc túi bóng ra này. Các bác thấy chưa? Đây, bộ mic nhìn đang còn rất đẹp, xịn sò, đẳng cấp. Đây là cái ngoại thất thôi. Còn là cái ngoại thất thì nó tùy từng người. Có người thích sở hữu những cái dạng kiểu này kiểu kia, màu này màu kia. Thì cái này nó cũng không quá quan trọng, đúng không ạ? Thì quan trọng nhất là cái phần chất âm và nội thất của cái mẫu máy này. Thì để cho anh em có thể xem. Đây, bộ mic phải nói là khá đẹp các bác nhé. Đấy, về hình thức thì đối với Thắng Hoàng đánh giá đây là một bộ mic khá đẹp, thiết kế rất là sang trọng, đời mới. Những cái phone model đời mới, kể cả những anh em mình xây dựng những ngôi nhà đời mới thì gần như là các cái tông màu trắng hoặc là màu ghi rất là nhiều được áp dụng. Đấy, ngày trước thì anh em chơi các cái màu nó truyền thống hơn, màu đen rồi màu nâu linh tinh, nhưng còn bây giờ là nó sử dụng cái tông màu trắng, màu ghi, màu bạch kim như này là rất đẹp. Mic xịn thì các bác nhìn này, đây nó có những cái tem hướng dẫn cái cân bằng âm lượng rồi set mic thì hướng dẫn ở đây thì anh em có thể tìm hiểu ở đây cách khóa mic nữa này. Đấy, hãng này thì là nó có mã WeChat luôn, có mã QR luôn các bác nhá. Đấy, QR để kiểm tra sản phẩm. Hàng xịn thì anh em thấy không ạ, từ cái tờ hướng dẫn, từ cái mã quét nó đều được in hẳn ở trên đây luôn. Cái sản phẩm này được sản xuất năm 2020 nha mọi người nhá. Đấy, sản xuất năm 2020. Đây này. Đấy. 2020 tháng 1, tháng 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Xuất năm 2020. Thì phía sau thì có thể là anh em vừa cắm jack 6 ly tổng hợp hai cổng ra, hoặc có thể cắm độc lập để anh em cắm lên bàn mixer đi làm sự kiện. Dòng mic này thì anh em vừa làm sự kiện vừa dùng gia đình rất là tốt. Đấy, mic em về em chưa có kịp lau luôn. Đây, em cứ lên sóng cho anh em nào mua thì em lau cái vỏ ngoài thì nó đơn giản thôi các bác ạ. Nó chỉ là cái dạng bám bụi thôi. Đấy, nó chỉ là cái dạng bám bụi thôi. Đây là cái tay cầm. Đây là cái tay mic nha các bác nhá. Tay này thì tất cả các cái vỏ cũ và lõi thì em thay hết rồi. Các cái dạng lõi lấy pin ấy làm thay hết rồi để cho nó lấy pin thì có những cái gãy, có những cái không, nhưng mà thay cho nó đồng bộ ha, vỏ mới thì cho nó đẹp. Đầu tư thêm một chút nữa thì bán nó cũng dễ hơn, và anh em mua những bộ mic này cầm vào tay thì cảm giác nó cũng cứ mướt hơn, đúng không? Đấy, còn đây là phần nội thất. Đây, phần nội thất đây các bác nhá, thì nó cái fit màu để sản xuất cho cái bộ mic này nó là fit màu tím, nó là ná ná kiểu Beyer. Mic này thì nó cũng có những cái chế độ tự ngắt cho anh em đoạn đầy đủ nha. Đấy, rất là đầy đủ. Còn phiên bản của cái mẫu máy này thì nó làm sự kiện thì nó có một cái mức độ ổn định hơn của những cái dòng mic Beyer thì anh em dùng sự kiện thì cũng trong cái tầm giá thì cũng là ok rồi đấy các bác. Nhưng mà những chuyển sang những cái phong mic như cái mẫu Velimic này, dạng mã M5 này thì nó có những cái sự ổn định hơn về cái sóng. Con này là của hãng Noma đấy. À, Manua các bác nhé, con này Manua của Đài Loan. Đài Loan thì các bác biết rồi, chất lượng điện tử của Đài Loan là nó xứng tầm với thế giới luôn. Kể cả chip, chip là đứng đầu thế giới là Đài Loan đấy các bạn, không phải đơn giản đâu. Cái phần linh kiện điện tử của Đài Loan nó là kinh khủng lắm. Đấy. Cái phần Beyer thì nó sẽ cứ sử dụng hai bộ sóng này là nó gọn gói, có cái thì nó úp lên. Cái bản này thì nó thiết kế rất là rộng, cái bước sóng rất là rộng, nó có thể là đi dài ổn định hơn Beyer. Đấy, đi dài ổn định hơn Beyer anh em nhé. Đấy, cái phần main trong đây nó cũng sẽ có những cái độ trải rộng hơn, nó có độ trải rộng hơn, linh kiện nhiều hơn, và những linh kiện kép nó được bổ sung lắp đặt vô, nó xử lý âm thanh thì nó sẽ có những cái sự mềm mại, giọng nó gọn hơn, chuẩn hơn nhé. Đấy, máy rất đẹp các bác ạ. Đây, có những cái chiếc áp để chỉnh gain hai bên nó đồng tiếng.
Đây anh em có thể xem qua thì Đăng Hoàng sẽ có một cái máy bay ơ, nhưng mà cái dòng máy bay ơ này nó cũng là dòng máy máy hộp sóng to rồi này. Nhưng mà để mà so sánh với cái mẫu này thì anh em sẽ thấy có nhiều cái sự khác biệt. Nó có nhiều cái sự khác biệt ở trên hai cái thân máy này. Đấy. Cái hộp sóng thì anh em thấy này. Đấy, cái hộp sóng này. Hộp sóng này thì nó chỉ có tí đấy thôi. Có tí đấy thôi nhá. Đấy. Cái phần này phần cắm nguồn vào này thì nó sẽ qua tụ. Đấy, qua ổn áp 5V, 8V. Đấy. Thì cái này nó cắm ở giữa, nguồn nó cắm ở giữa. Đấy, nó qua ổn áp 5V. Đấy, qua một con tụ. Đây nó thêm hai con tụ nữa này. Nó ổn cái nguồn hơn. Đấy, thấy chưa? Đây có một thôi. Bé. Hộp sóng này anh em nhìn này. Hộp sóng nó cả như thế này thạch anh nó nhiều là nó khỏe các bác nhá. Đấy, hộp sóng này nhiều thạch anh thì nó sẽ khỏe. Bắt sóng xa, sóng ổn định. Đấy, thấy chưa? Các bác thấy chưa? Khác biệt không? Anh em thấy nó khác biệt không? Có sự khác biệt không? Bên này cũng vậy, nó có tí thế thôi mà. Và cái phần mở rộng của linh kiện này anh em nhìn thấy này. Đấy. Khối mở rộng này. Cái dòng Meyer này thì nó lọc âm cũng bằng tụ gốm rất là nhiều. Tụ gốm rất là nhiều. Con này cũng vậy. Nó sẽ sử dụng hai màu thì anh em nhìn thấy màu vàng nó sẽ ít hơn. Nó sẽ sử dụng khối màu nâu nhiều hơn. Nó sẽ sử dụng khối màu nâu lớn nhiều hơn. Dòng này sử dụng kép hết, thêm hai con kép, đây không còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đấy, thêm mấy con kép này các bác nhá. Linh kiện con này thì nó nhiều hơn, nó xử lý chi tiết hơn. Đấy. Sóng ổn định hơn, cao hơn, hoạt động tốt hơn, nhỉnh hơn. Em bán giá thì cũng như Meyer thôi. Đấy. Em bán giá thì cũng như Meyer thôi các bác nhá. Đấy. Anh em nhìn mẫu mic. Em bán cái mẫu mic M5 này với giá là 2.500.000 đồng. Đấy, bao cho anh em test ổn định. Thứ nhất là sóng, thứ hai là chất âm. Chất âm rất là ok, tiếng dày tiếng và độ sáng của tiếng rất đẹp luôn, rất dễ test mic hát rất là dễ luôn các bác ạ. Đấy, bỏ ra 2.500.000 mua một bộ mic thì nó cũng chỉ tầm khuôn giá chung thôi, cũng không cao không thấp, mà anh em mua được những cái bộ mic chắc chắn là sẽ có sự hài lòng. Thì bởi vì em thì em cũng mang bán cho anh em thì cũng bao gồm cả trải nghiệm và test. Đấy, trước khi nhận hàng anh em có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ với thằng Hoàng qua số 0969 800 985 để các bác đặt hàng nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào.